làng nghề và đặc sản Việt Nam 2023. Tôi cảm thấy rất là háo hức khi mà không gian gốm Bát Tràng cũng là một trong những doanh nghiệp đồng hành trong lễ hội lần này. Không gian nơi đây thì khá là rộng rãi với hơn 40 gian hàng ẩm thực đặc sắc đến từ các vùng miền Bắc Trung Nam khác nhau. Tại đây khi mà khách hàng ghé đến tham quan hội chợ và mua hàng tại không gian gốm Bát Tràng thì sẽ được nhận những ưu đãi khác nhau. Ví dụ như lọ hoa gốm sứ thì 100.000 ba chiếc, rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Ly sứ thì 100.000 ba chiếc. Ngoài ra thì có thêm lu bia, chúng tôi đồng giá 25.000 một chiếc. Rất là nhiều màu sắc khác nhau, có thể sử dụng để uống trà sữa, trà táp như là uống bia. Ngoài ra những sản phẩm có mặt tại không gian gốm ngay tại gian hàng thì sẽ được chiết khấu 10%. Đây cũng là cơ hội để hệ thống không gian gốm Bát Tràng chúng tôi có thể đem đến các sản phẩm gốm sứ cao cấp làm thủ công tỉ mỉ từ các nghệ nhân, được tiếp cận đến mọi đối tượng khách hàng trên cả nước. Xin cảm ơn.